các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Hôn nhân luôn là chuyện trọng đại trong đời của mỗi người, tuy nhiên, đó còn là tùy vào cách suy nghĩ cũng như quan điểm của các cá nhân. Có những người sở hữu một tinh thần game thủ bất diệt thì đôi khi, việc kết thúc một ván đấu trọn vẹn mới là chân ái của cuộc đời chứ đám cưới thì cũng chỉ là sự kiện mang tính hình thức mà thôi. Điển hình như cặp đôi cực kỳ bá đạo dưới đây. Cụ thể, những ngày qua, Cộng đồng mạng được một fan dúng động khi chứng kiến một đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi cô dâu chú dễ đang quẩy game đầy nhiệt tình. Đáng chú ý hơn, người tay chuột bàn phím lại là cô dâu, trong khi chú dễ thì tận hình đứng bên cạnh chỉ bảo trong lúc vẫn đang mặc nguyên bộ lễ phục và váy áo cô dâu trên người mà không hề thấy vướng víu hay phiền hà. Thậm chí, ngay cả khi có người lên gọi, anh chị, anh chị, xuống nhà có khách kia kìa, cặp đôi vẫn miệt mài không quan tâm thậm chí Tân Lan còn quay ra các gỗng, nhà bao việc, sau đó lại quay về với màn hình máy tính game để hoàn thành trận đấu còn gian dở. Hình ảnh đang gây xôn xao cộng đồng mạng về tinh thần chơi game bất diệt của cặp đôi cô dâu, chú dễ. Với dòng caption, ước mơ của các anh em game thủ đây chứ đâu, đoạn video nhanh chóng thu hút được sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng đồng thời cũng tạo ra không ít những tranh cãi trái chiều. Chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải, đoạn clip đã nhận về gần 100.000 lượt tương tác trong số đó một vài ý kiến thì cho rằng pha hành xử mặc kệ khách khứa tới nhà chúc phúc để quẩy game thì hơi khó chấp nhận nhưng đổi lại anh em game thủ lại hò gieo về tinh thần bất khuất bỏ gì thì bỏ chứ không thể bỏ trận giữa trừng của cặp đôi này tầm này công bác đang căng thì khách khứa gì tuy nhiên cũng có khá nhiều ý kiến cho rằng có trăng đây giống với một bức ảnh dàn dựng và ghép hơn vì bỏ qua mọi thứ tay đặt phím của cô dâu dường như không hề trùng khớp với các nút của VWR mà mọi game thủ thường sử dụng trong các trận đấu liên minh huyền thoại thì phải. Nhiều người tỏ ra không đồng ý với hình ảnh trên, thậm chí còn cho rằng nó giống như phân cảnh được dàn dựng. Chưa rõ sự thật là như thế nào, tuy nhiên phải thừa nhận rằng ở thời điểm hiện tại, đoạn clip vẫn đang tạo được sức hút khá lớn trên các trang mạng xã hội, diễn đàn và group. Ảnh Internet